Xin chào mọi người. Xin chào. Xin chào. Cảm ơn mọi người đang theo dõi kênh YouTube Nguyệt Bibi cuộc sống ở Pháp của gia đình mình. Xin chào. Và đêm nay sẽ có một sự ngạc nhiên đối với mọi người nha, hãy đón xem nha. Nguyệt Bibi sẽ có 3 diễn viên nhảy hết sức nha. 3 diễn viên này nhảy rất là sung nha, mọi người hãy đón xem là ai nha. Come on. 1 2 3. Ale. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo. Tạm biệt, hẹn gặp lại.